rồi đó. Đâu có sao. Rồi, chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình ghé một cái quán ốc nhồi thịt nha mọi người nha. Quán ốc nhồi thịt đây, đặc sản Đà Lạt, tay gà thịt gì đây, nướng tôm nướng muối ướt, rồi xoài cóc lắc. Rồi, nhưng mà cái chữ đây giờ mọi người, cái này hình như có quán bánh bèo nữa phải không chị? Dạ đúng rồi. Mọi người thấy, wow, thấy không mọi người? Đó. Còn sao có ba tô vậy hả? Đâu có nhiều chứ. Có nhiều hả? Ai ăn mình mới bỏ vô lại cho nó nóng. Như vậy mình hấp chín rồi nhưng mà ai ăn là mình bỏ vô cho nó nóng. Ủa, em thấy có sả nữa ha. Sả nhiều lắm. Như trong này là con ốc này là có nhồi thịt trong. Có nhồi thịt ở trong hả? Anh ăn thử một cái để nói, biết được rồi anh ăn review không á, để mình review. Em cho anh xin nhắn này mọi người, YouTuber lần nào đi review ẩm thực cũng sướng đó mọi người, thấy không? Đây. Đấy, thấy không? Rồi em lấy cho anh mượn cái cây ấy nha. Đó, nè, thấy không? Nè, mời anh. Đây các bạn. Anh thử đây rồi review giùm luôn. Rồi, đây. Để mình review cho các bạn coi ha. Rồi đến các bạn này, thấy không bạn, sáng giờ đi review rồi đấy, để lấy nét cho mọi người coi ha. Rồi anh lấy ghế luôn này các bạn, này nha, mình ăn nha các bạn, ăn là ăn thiệt luôn á nha các bạn. Này là ốc á, thì nhồi thịt nó có rau rêm để cho âm dương nó hòa hợp với các bạn ha, lúc nào phải có âm dương hòa hợp. Thôi thì mình ăn luôn nha các bạn, đổi camera lại các bạn nhìn thấy mình nha. Như một con nó bao nhiêu tiền vậy anh? Một nồi là mình bán 45.000. Một nồi nó là mấy con, được mấy con? 8 con đó. 8 con. Dài dài là 45k, còn này nãy bóc ra hết con rồi. Hết con rồi, vậy là em ăn mất 5.000 rồi đó. Đâu có sao. Rồi còn bên kia là mình làm gì? Làm bánh bèo, bán bánh bèo luôn. Bánh bèo mà bây giờ chưa có đổ, tại vì mới hấp chén. Mới hấp chén vào thôi. Chén vào nó nóng lên rồi mới đổ bột vào. Cái này nè, cái này là mình về mình mua con ốc về đúng không? Về cái mình lấy cái thịt nó ra. Lấy ra bỏ cái đuôi đây, lấy cái đầu không thôi. Lấy cái đầu không? Còn bầm với thịt rồi nhồi nhét nó vô lại. Rồi hấp lên. Coi như là con ốc này là nó sạch lắm, bao sạch. Nó chỉ có cái đầu không à. Còn cái đuôi của nó là mình giục bỏ rồi bỏ đi, đúng rồi. Mấy nay em ăn rồi, anh ăn có cảm giác vậy không? Nó không có, không có cái đuôi. Không có đuôi, đúng rồi, đúng rồi, rất là ngon. Nó thơm, cái đuôi của nó dơ lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình làm vậy rất là sạch. Em thấy xả nữa, như vậy để mình làm mà bình thường hiện tại là như thời điểm hiện tại bây giờ thì anh chị bán là khoảng được bao nhiêu cái tô như vậy? Đối thì hiện tại bây giờ hiện giờ hả, bán được cỡ một ngày cỡ 20 cái, 20 cá tô, hai chục tô, 20 vậy, 20 nồi vậy đó, 20 nồi như vậy. Cái này là nồi đất đây này, lấy cái nồi ra cho mình review vậy. Đây này mọi người, cái nồi đây là bằng đất đó, cái niêu bằng đất đó. Rồi em thấy rồi, mọi người cũng thấy rồi đó, này mọi người thấy không, một ngày mình bán được 20 cái vậy. Đấy, thấy không mọi người, thấy không? Rồi anh bỏ vô cho nó nóng đi anh. Anh cũng rất là nhiệt tình để cho mọi người nhìn thấy được cái kết quả làm như thế nào nha mọi người nha. Thì có ghé chỗ mình là bao sạch luôn. Bà con ăn là không có sợ mà đau bụng đâu. Rồi. Tại vì cái ruột của nó là mình bỏ hết rồi, chỉ còn có cái đầu với lại thịt không à. Cái này là có rau răm nữa, rồi mắm nữa. Mắm, ok. Xả. Dạ. Đầy đủ. Đây, quán trên quán Song Sinh ha. Sinh à. Ở nhà có hai đứa nhỏ sinh đôi á. Hai đứa nhỏ sinh đôi. Quán Song Sinh. Dạ. Rồi anh cắt cái này vô, cắt cái này vô để nó nóng mà, để nóng. Đó, thấy không? Mọi người thấy. Rồi bánh bèo nữa, bánh bèo tí nữa chị mới đút ha. Tí nữa anh đi vòng đi, tí nữa anh quay lại nè, anh quay rồi miếng nó nóng lên nó vậy nè. Đúng rồi, đó, thấy không? Thấy không mọi người? Cho nó hấp cho ốc nó nóng á. Dạ. Tí nữa có bánh bèo anh quay lại. Dạ, tí nữa mình sẽ review bánh bèo thêm nữa nha mọi người nha. Nè mọi người cũng biết rằng tình hình chung ha, tình hình chung nên là dạo này khách nó cũng ít.
chưa có dịch đó, ngày bán 50 cái nồi đó, xong từ ngày mà bán ít lại tới giờ còn bán ngày được 20 nồi. À, tình hình nhưng chung mà bán xong sớm lắm, lúc nào mình bán sớm xong sớm hơn ở đây. À, là cái không thực sự là ngon. À. Nó ngon rồi, mới nãy em cũng cũng tới sớm em cũng ăn ăn bánh bên kia rồi chứ không là em ăn. Dạ. Anh thấy được không? Bánh ngon ngon, nước vừa ngon, nước chấm cũng ngon nữa. Đó, thấy không mọi người? Rồi hẹn mọi người tí nữa mình sẽ tới review cái bánh bèo của anh nha. Mọi người thấy không? Đấy mang về đấy. Một cái bò á. Đó, thấy không? Anh cũng làm cho khách này mọi người, khách đặt cầm về mang về đó. Khi nào khách ăn là mình lấy ra cho khách ăn. Đó, nhìn hấp dẫn ha.